Cái này là cá rô. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Cái này là 10 tiếng. Đại Từ Đại Bi Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tổng Tinh Chúa Cổ Công Đạo Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay để tự sinh con xuất gia phát Bồ Đề Tâm mô các loại chúng sanh này về để con sanh. Nguyện cho chư vị bọn thân xuất sanh quy tam bảo phát Bồ Đề Tâm niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà Mô Thành Phật. Cá lỡ hôm nay các vị cá này sẽ bị cái nạn là bị người ta cắt đầu cào bẫy chiến sầu nấu nước rất là đau khổ. Mai đây các vị có nhân duyên bằng được Phật pháp được chư vị đồng tu bỏ và đang muốn các vị về để con sanh. Điều này các vị lắng lòng thích tình để nghe cho tôi vì tâm quy cho chư vị giữa những tình thân giữ vệ luôn giải thoát giải tâm điều thiên vương qua các phân đại biểu pháp giới cũng như thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Bát. Dương chi tình thủy biến sái tâm thiên thánh công bất đất lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng chi diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Các tỳ lô hoa tạng giới cả công vô sứ bất sư luân sự bất tại thị diệu cầu pháp hưng trần bất nhiễm trần phạm tác từ kỷ quên từ nội ngoại đại được đào tà sái cô mộc nhi tác dương xuân thiết kế bao nhiêu thành tình đồ sở vị đầu nội ngoại trong gia vô thể thể thánh phòng mô huyện thẳng canh lương bồ tát liệu đầu tam đồ kỷ nâng lên nhất của quân tộc phương sinh viên cầu ế từng quên từ phổ sái phát diễn tức thanh tịnh này các chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản tác thanh tịnh đồ đà la ni. Nam mô A Di Đà Phật. Ya la la ya la ya la di ya tha ya di di lo ma te ya di di la nam nam ma te ya di di la di ga lang de ya di di la di ga lang na ya di di ya ya na di ga ga le sa ba. Nam mô A Di Đà Phật. Ya la tha ya la ya la di ya tha. A di đà đa tăng nam bà tề a di đà đa tề ca lan đề a di đà đa tề ca lan đề ya di ni ya ya na di đà ca lan đề nam mô a di đà ma ya na la ya na ya na di ya na a di đà đa tăng nam bà tề a di đà đa tề ca lan đề a di đà đa tề ca lan đề ya di ni ya ya na di đà ca lan đề bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng cả người trước lòng trần tục tâm nên đời đây tìm tới tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại thì mang thân sống đó để chết thương đau khổ lông vẫy sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lặn sâu lưới vậy tên bắn móng câu tạ hội ta càng bắn cùng hơi hung đồng mà lúc đó dù kẹo không ai thương hồn còn son đời muôn phần chết nay ngươi cầm chán may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy phật son trong lòng quy pháp quy tăng tâm nhẹ nhàng này các loại chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội gốc là tham sân si từ thân miệng ý mà sinh ra ôi nam mô cầu sa mối bồ tát nam mô cầu sa mối bồ tát nam mô cầu sa mối bồ tát ma ha tát sanh diệu âm ơi quy Phật lượng túc tung tôn hỡi hỡi chúng sanh diệu âm ơi quy pháp ly dục tung tôn hỡi hỡi chúng sanh diệu âm ơi quy tăng chư chúng tung tôn hỡi hỡi chúng sanh diệu âm ơi quy Phật không đọa địa ngục hỡi hỡi chúng sanh diệu âm ơi quy pháp không đọa ngạ quỷ hỡi hỡi chúng sanh diệu âm ơi quy tăng không đọa bàn sanh chúng diệu âm đã quy Phật rồi chúng diệu âm đã quy pháp rồi chúng diệu âm đã quy tăng rồi quy tam bảo viễn ly tam đồ khổ chúng sanh đã tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra chúng sanh thể đều sinh sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu Như Lai Nam Mô Diệu Sanh Thân Như Lai Nam Mô Hòa Mát Thân Như Lai Lý Bố Ý Như Lai Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Quy Mà Lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành nay đệ tử con xin phán nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Di A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó khiến đồ lấy luôn đó, đó đồ luôn đó. Đấy đấy còn cái mạng đồ hả? Dạ đâu rồi. À Di Đà Phật. Di Đà Phật. Ở đấy còn cái mạng phòng sánh ngó ha. Cái mạng này đổ từ trên xuống chạy dữ luôn. Di Đà. Nam Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tình Đại Hải Chúng Bồ Công đức thù thân vô biên thân phước giai hội hương phổ nguyện văn. Tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Tịnh độ trung cổ phạm liên hoa vi phụ hoa cây Phật ngộ vô sanh bấn thôi Bồ Tát. Nguyện gì thử công đơn vô cập ứng như thiên à đang giữ chúng sanh giới cộng thành Phật Đạo. Này à hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Đây đẹp chứ hả? Đây phóng sanh đây xong Sài Gòn các thầy phóng sanh. Thank you.